1m66, 70kg, mặt khóc. Số cân của bạn mà lớn hơn số đằng sau của chiều cao thì có vẻ bạn hơi mũm mĩm rồi đó. Có hai công thức cực kỳ dễ áp dụng. Đầu tiên là mặt layer. Ở đây là một chiếc jacket đến từ nhà Slide với chất liệu nhung tâm cực kỳ mềm mại. Đi cùng cũng là một chiếc quần nhung tâm đến từ Slide. Cách layer một chiếc áo khoác bên ngoài như thế này sẽ giúp chúng ta che đi những khuyết điểm không cần thấy. Công thức số 2, mặc full cây đen. Chúng ta sẽ có một chiếc varsity cũng bằng chất liệu nhung tâm đến từ nhà Slide. Đi cùng là một chiếc skinny jean màu đen từ 1m66 lên 1m7. Như mọi người đã biết, quần áo màu đen chính là khắc tinh của sự mập. Đã vậy còn có thêm Chelsea boot làm tăng chiều cao. Như vậy đã đủ giúp anh em tự tin hơn chưa?